sẽ hướng dẫn các em bài toán lớp 1 phép cộng trong phạm vi 10 tiết 5. Bài 1 số. Chúng ta có 3 bài A, B, C. Bài A có 6 quả cam và 2 quả cam màu xanh. Ta có 6 và 2. Như vậy 6 với 2 bằng bao nhiêu? 8. 6 cộng 2 bằng mấy? Bằng 8. 2 cộng 6 bằng mấy? Bằng 8. Như vậy cô có kết luận 6 cộng 2 bằng 2 cộng 6. Câu B. Hàng trên có 6, 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 quả màu cam. Hàng dưới có 4 quả màu xanh. Ta có 5, 4 bằng bao nhiêu? Bằng 9. 5 cộng 4 bằng 9. 4 cộng 5 bằng 9. Như vậy 5 cộng 4 bằng 4 cộng 5. Tiếp theo câu C. Hàng trên có 4 quả màu cam, hàng dưới có 6 quả màu xanh. Ta có 6, 4, 6 gộp lại bằng mấy nè? Bằng 10. 4 cộng 6 bằng 10. 6 cộng 4 bằng 10. Như vậy 4 cộng 6 sẽ bằng 6 cộng 4. Bài 2 tính nhẩm gồm các phép tính cộng. 7 cộng 1, 1 cộng 7. 6 cộng 2, 2 cộng 6. 5 cộng 3, 3 cộng 5. 4 cộng 4 và 8 cộng 0. Các cái phép tính này đều có kết quả bằng 8. Đây là đáp án của bài số 2. Bài 3 số. Các em sẽ làm hoàn thiện cái bảng phép cộng. 9 cộng 0 bằng 9. 8 cộng 1 bằng 9. 7 cộng 2 bằng 9. 6 cộng 3 bằng 9. 5 cộng 4 bằng 9. Như vậy tất cả các phép tính trong bảng này đều bằng có kết quả bằng 9. Bài 4 số. Chúng ta quan sát tranh có 4 con bướm đang bay tới và có 4 con bướm đang đậu trên những 4 bông hoa. Như vậy có 4 con bướm đang đậu trên đây và thêm 4 con bướm bay tới nữa, có tất cả mấy con bướm? Người ta có phép tính gì? 4 cộng 4 bằng 8. Câu B. Dĩa. Dĩa thứ nhất có 3 cái kem. Dĩa thứ hai có 6 cái kem. Như vậy ta có phép tính gì? 3 cộng 6 bằng 9. Hay chúng ta có thể có phép tính 6 cộng 3 cũng bằng 9.